Hiện nay thì chúng ta có rất nhiều cách để đuổi gián. Đuổi gián hiệu quả và phổ biến nhất có thể là chúng ta dùng hóa chất, nhưng điều này không hề tốt cho sức khỏe. Có một cách rất là tự nhiên, tiện lợi mà cũng không kém phần hoàn hảo. Đó chính là một biện pháp mà chúng ta dùng bột giặt kết hợp với cùng với cơm nguội. Chỉ cần trộn hai thành phần có sẵn trong nhà, đó là cơm nguội cùng với bột giặt, bạn sẽ thu được một hỗn hợp để diệt gián cực kỳ hiệu quả. Để đuổi gián, chúng ta chỉ cần dùng một chén cơm nhỏ, một ít bột giặt và đường nâu. Cho thìa bột giặt vào trong chén cơm nguội, sau đó cho thêm một thìa đường nâu vào, trộn đều lên. Tiếp theo là cho chúng ta thêm một ít nước vào và trộn thành một hỗn hợp sền sệt. Sau cùng, hãy đặt chén cơm đã trộn vào trong một góc tủ hay là những nơi mà chúng cảm thấy là gián thường xuyên đi qua. Đường nâu có mùi thơm, dịu nhẹ và có vị ngọt sẽ thu hút lũ gián. Một khi gián ăn phải bột giặt có trong đó sẽ làm cho chúng chết. Nguyên nhân là do gián hô hấp dựa vào các lỗ thở ở dưới bụng. Một khi con gián đã ăn phải bột giặt, các thành phần có trong bột giặt sẽ bịt kín lỗ bụng, khiến cho chúng không thể thở được, từ đó sẽ chết.